Quý Minh xin chào cả nhà. Sáng nay lên vườn dạo dạo thấy vườn hôm nay nhiều mầm nhiều cây đẹp quá. Đây bây giờ Quý Minh sẽ chia sẻ giống một một cách là tự nhiên nhất, tức là cầm điện thoại và lướt qua là thấy cây nào thì nói cây đó nha. Rồi mọi người thấy cái nào thích thích mà vừa túi thì mọi người chụp ảnh màn hình và nhắn tin cho Quý Minh qua số điện thoại 033 860 2181 nha cả nhà nha. Thường thường thì Quý Minh sẽ soạn ra những cái cây mà Quý Minh cần bán trước, xong rồi là làm video đó, nhưng mà hôm nay sẽ không soạn gì cả, cứ kê máy vô gặp cái nào thì báo giá cái đó. Đây cái anh xã của mình. Rồi ok, bây giờ Quý Minh sẽ lướt qua cái khu vực, đây là khu vực kỳ, cái chỗ này của mình có che thêm lưới phía trên nè đó, để giảm lượng nắng lại còn 30 đến 40% nắng thôi. Là những cái phần này, những cái cây mới ghép trồng á thì nó sẽ an toàn hơn, là còn khi nào cây nào nó có rễ ấm rồi thì bắt đầu của mình sẽ đưa dần ra ngoài khu vực ngoài kia. Ở đây là một cái rổ kỳ, trong cái rổ này là bệt Bình Phước nè, bệt Bình Phước nhỏ nhỏ thôi cả nhà, nó đang cũng nhỏ nhỏ mà nó cũng đang đâm rễ ra nè cả nhà nha, nó đang đâm rễ ra đó, 50.000 hai cây, cứ 50.000 hai khúc thì anh chị em nào thích thì nhắn với mình nha. Nè mọi người xem chi tiết nè, bệt Bình Phước nha, ảnh mặt hoa của mình chèn trên video ạ. Cứ 50.000 hai khúc như vậy, về mọi người chỉ còn đặt vô giá thể giữ ẩm là nó ra rễ thôi. Giả hành nó rất là to mập nên là cái việc ra rễ là... Nè mọi người nó xem này, nó cũng đã tự đâm rễ rồi. Cái này các khúc tự nhiên, không có thuốc kích, không có sử dụng hóa chất gì hết, nên là cây nó khỏe lắm cả nhà. Mọi người đưa về là để cứ để vậy là ra rễ, nó đang đâm rễ rồi đó. 50.000 hai khúc nha cả nhà nha. Bệt Bình Phước à, ảnh mặt hoa chèn trên video. Còn đây là cái rổ Hồng Lạng Sơn. Hồng Lạng Sơn này chắc là thất bại rồi cả nhà. Đây là những cái cuống hoa của mình làm lại mà chắc lên không được rồi. Hồng Lạng Sơn, cái đây cũng Hồng Lạng Sơn à. 50.000 hai khúc nha. Được 1, 2, 3 khúc chứ mấy. Hay nữa là 4 khúc nè. Hồng Lạng Sơn ảnh mặt hoa chèn trên video ạ. Còn bên đây là rổ Nha Trang. Nha Trang này nó mới thức lên thôi cả nhà, nó chưa ra cây. Này nó mới thức lên thôi, thì cái này bán thì bán mắt thức. Bán mắt thức này Nha Trang này bán mắt thức này 150. 150 một mắt, mắt thức nha. 150 một mắt Nha Trang. Nó thức vậy đó. Còn bên đây là mắt mờ Hải Dương. Mắt mờ Hải Dương này ra 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 cây ra rễ hết rồi này cả nha. Mắt mờ Hải Dương này 100.000 cây cả nha. Thích cái nào của mình giao cái đó. À thôi 80 thôi, tại vì nó cũng khá nhỏ. 80.000 cây mắt mờ Hải Dương nha. Ảnh mặt hoa chèn trên video, và anh chị em nào thích cái mặt hoa nào thì chụp ảnh màn hình và khoanh tròn cái kỳ mà mình muốn và gửi qua Zalo số điện thoại 033 860 2181. Mọi người xem tới cuối video, có hồng Gia Lai, hồng Nguyệt Lãng Thiên Môn, hồng Mỹ Nhân, có hồng phấn, có các loại hồng. Và tiếp theo bên đây là cái này là tuyết ngọc ạ. Tuyết ngọc này nó cũng ra kỳ hết rồi mà đang chuẩn bị ra rễ. Con chào bác đi con. Nè mọi người rễ nè. Nó ra kỳ, ra rễ tự nhiên, cứ để vậy nó tự nó ra. Cái này của mình cũng, cái này của mình sẽ để với giá, đây là 5 cánh trắng tuyết ngọc nha, 50.000 một cây cả nhà nha. 5 cánh trắng tuyết ngọc 50.000 một cây ạ. 50.000 cây, 5 cánh trắng tuyết ngọc. Với mình rèn ảnh trên video ạ, ảnh mặt hoa. Còn bên đây là hồng cam một này cả nhà. Cái đây hồng cam một, chỗ này hồng cam một này 300.000 cả nhà nha.
Anh chị chốt cây thì chụp ảnh màn hình gửi qua Zalo số điện thoại 0338602181. Và bên khu vực bên đây là Hồng Gia Lai. Hồng Gia Lai này quế minh mới ươm. Nên mọi người xem nè, quế minh zoom to lên nha. Nó lên kỳ rồi. Nó lên kỳ và có rễ luôn rồi cả nhà. Nè rễ ăn giá thể khỏe luôn nè. Anh ơi, Hồng Gia Lai ươm kỳ này bán nhiêu kỳ vậy? Hả? 500 ngàn kỳ cả nhà, Hồng Gia Lai. Mọi người muốn lấy luôn thì của mình sẽ ship luôn, còn mọi người không yên tâm thì có để lại của mình trồng cho nó ấm chậu luôn rồi mọi người lấy cũng được nha. Hồng Gia Lai này cứ 500 ngàn kỳ cả nhà nha. Lên kỳ có rễ hết rồi. Đó, mọi người không yên tâm thì để của mình chăm cho nó lớn, cho nó ấm chậu luôn, của mình gửi cũng được 500 ngàn kỳ Hồng Gia Lai. Đây cả nhà. Cái này nó chưa nhú thì quý mình có thể giảm lại. Những cái nào mà nó lên kỳ rõ rõ lớn lớn rồi thì quý mình bán 500 ngàn. Còn những cái nào mà nó mới thức thôi, nó chưa lên thì quý mình sẽ giảm giá. Mọi người thích thì mọi người nhắn tin như quý mình để xem xét lại cái giá nha. Còn cái kỳ này, anh cái kỳ này Gia Lai này lớn lớn này còn bán nhiêu? À cũng 500 luôn hả? Anh chị em nào nhanh tay chốt này trước đi. Cây này cũng 500 mà lên kỳ mở lá, ba lá rồi nè. Có rễ nè. Anh chị em nào xem video, xem sớm, xem trước thì chốt cây này trước đi. Còn bên đây những cái cây này mới nứt lên, của mình cũng bán 500 luôn nha. Còn bên kia nó có mấy cái mới thức thì của mình sẽ giảm giá tầm 300-400 gì đó. Còn cái này nè, 500 luôn nè. Ông xã mới nói lấy 500 luôn nè. 500 luôn, bán cái đồng giá vậy cho nó gọn vô rồi. Còn nhiều. Đây nè, đây. Đây cái gì đây? Đây của Hồng Gia Lai nè, nó cũng mới thức vậy đó cả nhà. Đó, tầm mới thức thì 300-400 rồi cái nào lớn lớn thì 500, riêng tự nhiên cái đây ông sẽ hứng ông nói 300 bán luôn. Bán luôn. Còn đây là Hồng Mỹ Nhân, Hồng Mỹ Nhân này đang đấu giá rồi cả nhà. Hồng Mỹ Nhân này đang đấu giá rồi, cái Hồng Mỹ Nhân này thì giá cỡ 500 là ok. Này bên đây cũng là Hồng Mỹ Nhân nè. Cái đây Hồng Gia Lai. Cái đây cũng Hồng Gia Lai luôn cả nhà. Vậy là mình sẽ có 2 cây Hồng Gia Lai lớn này, mỗi cây 500 nha. Rễ ok rồi nè. Còn đây là Hồng Nguyệt Lãng Thiên Môn cả nhà nha. Hồng Nguyệt Lãng Thiên Môn này giá chờ quý minh chút xíu, ngồi đau chân quá. Hồng Nguyệt Lãng Thiên Môn này giá 700 cả nhà ơi. Hồng Nguyệt Lãng Thiên Môn này giá 700 ngàn. Ảnh mặt hoa quý minh có chèn ở trên video cả nhà ơi. Còn đây là hồng cát tường. Đây là hồng cát tường cả nhà. Điện thoại nó mời vậy ta. Đây là hồng cát tường. Hồng cát tường này 300 ngàn. Nha, hồng cát tường này 300 ngàn cả nhà. Hồng cát tường này cũng 300 ngàn nè. Hồng cát tường cả nhà nha. Còn đây HO. HO này hình như có chủ rồi. Điện thoại mờ dữ ta. Này cây kia nữa. Hồng Mỹ Nhân. Hồng Mỹ Nhân thì 500 cả nhà nha. Hồng Mỹ Nhân đây tầm 3 cm hơn, rễ khỏe rồi, 500. Dạ. Rồi, xuống lên. Còn đây là hồng cam 1. Hồng cam 1 chậu này 200. Dạ. Lung tung hết. Có gì tụi anh lên đó nha. Rồi. Dạ, em cảm ơn anh nha. Rồi. Cho con đi trước đi chơi, đi nhanh nhanh cho chú đi con. Rồi, từ từ đi. Khách đến mua cây.
sáng giờ ngồi đóng hàng, chồng ngồi đóng và gửi. Ai vậy anh? Mời mời anh lên vườn chơi. Đây là tình anh em cả nhà. Xin lỗi mọi người nãy có khách. Đây là tình anh em. Tình anh em này 250 cả nhà nha. À thôi 200 cũng được, nói còn cái kỳ còn cái góc thì thấy cùi cùi. 200 cả nha. Tình anh em này 120 cả nhà ơi. Năm cánh trắng tình anh em này 120. Quá cậu 6. Oa cậu. Thôi xin lỗi mọi người nha, của mình có khách đặc biệt nên là của mình sẽ xuống video nha. Rồi cảm ơn mọi người, ai chốt khi nào thì chụp ảnh màn hình gửi qua Zalo số điện thoại 0338602181 ạ. Rồi cảm ơn mọi người xem video, xin chào và hẹn gặp lại video sau nha.